Một người mẹ trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi và biết một trong những đứa con của mình đã làm sandwich nhưng sau đó không dọn dẹp. Cô lên lầu và thấy ba đứa con đang làm bài tập. Bọn trẻ gồm Aaron, Chloe và Tim đều chối rằng chúng không gây ra mớ hỗn độn dưới nhà. Tuy nhiên, người mẹ biết đứa nào đang nói dối. Bạn nghĩ ai có lỗi và làm sao người mẹ biết được? Vì bên phải của dao có dính bơ nên người làm sandwich phải thuận tay trái. Người mẹ chỉ có một đứa con thuận tay trái, đó là Tim. Vào một ngày mùa thu lạnh lẽo, bạn đang ở nhà uống sô-cô-la nóng và xem phim. Bên ngoài, bốn đứa trẻ hàng xóm là Lily, Riley, Tom và Mark đang chơi đùa. Đột nhiên, ngay đúng khi bạn quay lại, một quả bóng làm vỡ cửa sổ nhà bạn và lũ trẻ bỏ chạy. Bạn không biết ai đã làm điều đó và không ai thừa nhận cả. Tuy nhiên, vào buổi tối, bạn nhận được một tờ ghi chú từ Lily. Cô bé không muốn tố cáo bạn bè, nhưng vì là một người tốt bụng và trung thực nên cô cũng không thể giữ im lặng. Vì vậy, cô bé đã đưa cho bạn tờ ghi chú với chút gợi ý. Trong tờ ghi chú chỉ có một dấu chấm hỏi. Hãy nhìn tờ ghi chú một lần nữa. Bạn có đoán được ai đã làm không? Dấu chấm hỏi đã nói lên tất cả. Trong tiếng Anh, dấu chấm hỏi là question mark. Vì vậy, Mark chính là người ném bóng. Một vị vua không thể quyết định đứa con trai nào sẽ là người kế vị cho mình. Ông gọi các con đến và đề xuất một cuộc đua bất thường. Những con ngựa sẽ quyết định kẻ chiến thắng. Đó sẽ là một cuộc đua ngựa. Con ngựa của ai về đích cuối cùng thì người đó sẽ được phong làm vua. Cuộc đua đã bắt đầu, nhưng tất nhiên không ai di chuyển cả. Họ cứ đứng như vậy trong 3 ngày 3 đêm, cho đến khi cuộc đua bị hoãn. Những người con suy nghĩ rất nhiều để giải quyết vấn đề này. Ngày hôm sau, cả ba người nhảy lên lưng ngựa và chạy nhanh nhất có thể. Nhưng nhà vua đã không thay đổi quy tắc. Tại sao họ lại làm vậy? Họ đã nghĩ ra được cách giải quyết gì? Những người con quyết định đổi ngựa cho nhau. Bây giờ ai cũng đua thật nhanh để ngựa của người anh em họ về đích trước. Ngay giữa ban ngày, bạn thấy mình bị nhốt trong ngục tối của những nhân vật phản diện nổi tiếng nhất thế giới. Bạn nên rời khỏi càng sớm càng tốt. Sau cánh cửa đầu tiên có Joker đang đợi bạn. Cánh cửa thứ hai sẽ đưa bạn đến với Freddy trong game Five Nights at Freddy's. Sau cánh cửa thứ ba có Demogorgon trong Stranger Things. Sự lựa chọn là của bạn. Chắc chắn tôi sẽ đề nghị bạn chọn cánh cửa thứ hai. Ban ngày Freddy không nguy hiểm vì hắn chỉ thức dậy vào ban đêm thôi. Có người đã lấy hết tiền từ một ngân hàng trong thành phố giữa ban ngày mà không ai biết. Người ta phát hiện thấy phòng chứa tiền trống rỗng. Chỉ có một tờ giấy nằm trên sàn nhà, trên đó có ghi số 37738. Cảnh sát đã bắt 3 tên tội phạm khét tiếng nhất thành phố là Bell, Jonas và Steve. Nhưng họ không biết tên nào đã phạm tội. Họ mời một thám tử đến để giải đáp gợi ý đó. Và anh ta đã giải được ngay lập tức. Bạn cũng đoán được chứ? Nếu bạn lật ngược tờ giấy lại, những con số sẽ trở thành một cái tên, đó là Bell. Hannah đi công tác ở một thành phố lân cận và nghỉ tại khách sạn. Cô đang thư giãn, đọc sách sau một ngày dài, thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Cô mở cửa ra rồi hỏi có chuyện gì. Người đàn ông bên ngoài bối rối đáp, "Ô, xin lỗi vì đã làm phiền cô. Tôi nghĩ đây là phòng tôi", rồi bỏ đi. Hannah không tin đó chỉ là sự nhầm lẫn nên đã gọi bảo vệ để bắt người đàn ông. Tại sao cô ấy lại nghi ngờ như vậy? Vấn đề nằm ở hành động gõ cửa của người đàn ông kia. Nếu thực sự nghĩ đó là phòng mình thì anh ta phải mở cửa bằng chìa khóa chứ. Một cậu bé nghèo bị bắt trong cung điện. Nhà vua rất tức giận và không muốn để cậu đi dễ dàng như vậy. Ngài yêu thích tất cả các loại câu đố và đã cho cậu bé một cơ hội để ra khỏi cung. Nhà vua bảo rằng cậu bé có thể bước ra ngoài từ bất kỳ cánh cửa nào trong 3 cánh cửa này. Nếu vẫn an toàn, cậu sẽ được tự do. Sau cánh cửa đầu tiên có những con sư tử đã 3 năm không ăn gì. Sau cánh cửa thứ hai có 3 sát thủ được huấn luyện, còn sau cánh cửa thứ ba thì có khí độc. Cậu bé đã lựa chọn và rời đi được. Cậu đã bước ra ngoài từ cửa nào? Cậu đi qua cửa thứ nhất. Nếu lũ sư tử không ăn trong 3 năm thì chúng không thể sống được. Chúng chỉ còn lại da bọc xương thôi. Một phụ nữ trẻ tên là Julia đã uống một ly trà có bỏ thuốc và để lại ghi chú. Trên đó có ghi: mình không thể sống như thế này nữa. Ai rồi cũng phải chết. Chẳng ai có lỗi cả. Tuy nhiên viên cảnh sát đã không nghĩ rằng cô đã tự ý uống trà. Anh cho rằng ai đó đã dàn dựng mọi chuyện và bắt cô làm việc đó. Sau khi phân tích kỹ lưỡng, người ta xác nhận rằng mảnh giấy đó thực sự do Julia viết. Dù vậy, cảnh sát đã bắt được kẻ có tội. Chỉ có 3 người trong nhà: Mark, bạn trai của Julia, chị gái của cô là Kate, và bạn trong phòng thí nghiệm của cô là Mia. Bạn có đoán được ai là người có tội không? Các chữ cái đầu tiên của mỗi câu ghép lại tạo thành từ Mark, là tên bạn trai của Julia. Anh ta bắt cô viết ghi chú để trông có vẻ như đó là sự lựa chọn của cô. Nhưng Julia đã để lại gợi ý cho cảnh sát. Một người đàn ông rơi xuống từ tầng 3 của tòa nhà. Người anh ta không sao, nhưng anh bị mất trí nhớ nên không thể kể lại chuyện gì đã xảy ra. Một người trước đó đã thấy anh lau cửa sổ và ai cũng nghĩ đó hẳn là một tai nạn. Tuy nhiên, viên thám tử quyết định điều tra xem điều đó có đúng không. Anh bước lên tầng 3, mở cửa sổ và ném một đồng xu xuống đất. Khi anh quay lại, anh nói rằng người đàn ông không tự ngã. Có ai đó đã đẩy anh ta xuống đất. Làm sao thám tử biết được? Viên thám tử phải mở cửa sổ, có nghĩa là trước đó cửa đang đóng. Nếu người đàn ông bị ngã do tai nạn thì cửa sổ vẫn phải mở cơ chứ. Bạn bị nhốt trong ngục tối, có 3 lối để thoát ra, nhưng có vẻ như không có lối nào an toàn cả. Sau cánh cửa đầu tiên có một đội cảnh vệ to con và mạnh mẽ. Sau cánh cửa thứ hai có 3 con chó lớn đang rất đói. 2 bánh răng sắc bén đang quay sau cánh cửa thứ ba. Bạn nên chọn lối nào để thoát ra mà vẫn được an toàn? Cửa thứ ba, các bánh răng ở khá cao so với mặt đất, vì vậy bạn có thể bò bên dưới chúng một cách ngon ngờ. Bạn và một người bạn về nhà rất muộn, khi đó mọi người đã ngủ, không ai biết bạn đã ra ngoài, mà họ cũng không nên biết. Có một mật mã trên cửa yêu cầu nhập phần còn thiếu. Bạn của bạn hoàn toàn quên mất mật mã, và nếu bạn không nhập sau 10 giây, nó sẽ kích hoạt báo động an ninh. Bạn có thể đoán những con số thiếu là gì không? Đó chỉ là một tập hợp các số có 2 chữ số: 10, 11, 12, 13, 14 và 15. Vì vậy, 6 chữ số tiếp theo là 1, 6, 1, 7, 1, 8, tạo nên những số còn thiếu là 16, 17 và 18. James là cha đơn thân của 3 cô gái sinh ba. Anh phải ở lại công ty trễ và nhận được cuộc gọi từ một người bạn. Người này nói vừa nhìn thấy một trong 3 cô gái của James tại một bữa tiệc ở một khu phố. Tuy nhiên người bạn không biết đó là cô con gái nào. Khi James về nhà, anh hỏi các con rằng ai đã đến bữa tiệc. Autumn cho biết cô đã làm bài tập cả buổi tối. Serena nói cô đã ở ngoài cả ngày và đọc sách. Còn Emily thì bảo cô đã chơi Uno. James biết ngay ai đang nói dối. Bạn có biết không? Đó là Emily. Cô không thể chơi Uno một mình được, đây là trò chơi nhóm mà. Bạn đang bị lạc trong rừng sâu. Trời sắp tối, bạn phải chạy ra khỏi rừng ngay lập tức nếu không muốn qua đêm ở đó. May mắn thay, bạn đi ngang qua căn lều nhỏ nơi có một phù thủy sinh sống. Bà ấy hứa sẽ chỉ cho bạn lối ra nếu bạn giải được câu đố. Nó thế này: mẹ của Xuân có 3 cô con gái. Tên của cô con gái lớn nhất là Hạ. Cô con gái thứ hai tên là Thu. Bạn có đoán được tên của cô con gái út là gì không? Đó là Xuân. Vậy nên tên của cô con gái thứ ba là Xuân. Stephanie trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi. Cô rất hào hứng vì cuối cùng cũng được ăn món kem yêu thích sau khi tắm xong. Nhưng khi cô mở ngăn lạnh thì kem đã hết sạch. Stephanie đoán chắc hẳn một trong những đứa con của cô đã ăn nó rồi. Cô gọi chúng vào và hỏi ai đã ăn món tráng miệng của mẹ. Michael nói con vừa về đến nhà và chưa ăn gì cả. Nicole nói con không đụng vào món kem của mẹ. Đứa nhỏ nhất là Jenny nói không phải con. Stephanie ngay lập tức biết ai đang nói dối. Bạn có đoán được không? Đó là Nicole. Con bé biết mẹ đang nói về món kem, trong khi Stephanie không nói rõ món tráng miệng của cô là gì.